Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh vlog đấy bạn ơi. Lần này là vlog nha. Ok mọi người ơi, thì hiện tại là Hero Team bọn mình á là đang ở trong một cái studio để bọn mình chụp ảnh mọi người ạ. Đấy, thì bởi vì là hôm nay là ngày chụp ảnh cho nên là các thành viên của Hero Team mặc những cái bộ đồ rất là đẹp luôn. Cho nên là hôm nay mình quyết định rằng mình sẽ làm một video kiểu giống như là xem coi mọi người mặc những cái bộ đồ bao nhiêu tiền anh em. Đặt khác ơi, đu dưng quá. Ok, rồi thì bạn xem bộ đồ của mình nè, đây. Đây chính là bộ outfit của mình mọi người ạ. Thì đôi giày của mình thì mình mua với giá là 1,5 triệu. Đó, giày của mình cũng rẻ thôi, có 1,5 triệu thôi. Đấy. Quần á thì khoảng 350. Ok, quần jean 350. Áo bên trong của mình á thì mình mua hình như là giá của nó khoảng 400. Áo khoác bên ngoài là 600 nha. Đấy là cũng được 1 triệu rồi đấy. Mắt kính 2,5 triệu mọi người ạ. Cái mắt kính này khá là đắt, 2,5 triệu. Ok. Ôi, anh nào đẹp trai thế? Ôi chào anh. Dạ em chào anh. Anh cho phép em hỏi anh tên gì ạ? Anh tên là Kujon em ạ. Anh tên là Kujon ạ. Ok rồi. Anh cho em hỏi là bộ outfit anh đang mặc trên người là bao nhiêu tiền ạ? Trời, em hỏi đúng người rồi đấy. Bây giờ tuy là cái bộ outfit này của anh ấy là nó nhìn hơi đơn giản nhưng mà nó rất là man tinh tỷ em ạ. Tinh tỷ luôn ạ. Ui. Này, áo kéo này, áo sơ áo thun này là 250 triệu. What? Áo 250 triệu. Unlimited. Cái đầu tiên trên thế giới luôn. Đầu tiên luôn. Còn cái quần nè, cái quần này thì rẻ hơn xíu 100 triệu thôi. Cái quần 100 triệu. Đôi giày này là 1,2 tỷ. Đôi giày 1,2 tỷ. Cái dòng này nè, cái dòng này là dòng người. Đâu dòng nào? Gucci. 3 tỷ. 3 tỷ. Cái mắt kính sao? Cái mắt kính này là 200 triệu. Mắt kính 200 triệu. Còn cái tóc, cái nón này là 560 triệu em ơi. Còn cái nhuộm, cái đầu tóc này của anh nhuộm 50 mấy triệu ấy. Anh nhuộm bên Trung Quốc ấy. Ôi xịn thế. Anh nhuộm bên Hàn Quốc mới đúng. Ôi thôi, từ nãy giờ mới gặp một người đại gia các bạn à. Mặc bộ đồ nhìn rất là bình thường nhưng mà đến 10 mấy tỷ luôn các bạn à. Em quá khen, anh ngại chứ. Thôi, anh trả mic cho em đi, anh nổ tung hết cái mic em lên rồi. Dạ, em chào chị Cá Mui. Chị Cá Mui có thể giới thiệu bộ outfit của chị hôm nay là bao nhiêu tiền không ạ? Gì kia vậy? Outfit của mình, nói chung là cái giày này hình như là bao nhiêu ta? 180 này. Cái quần thì... Giày 180. Còn bao nhiêu là tuần 150. Quần 150. Áo 140. Áo 140, ôi. Cái tóc này, cả bộ make up này là hôm nay là 300. Với cả cái khuôn mặt này là vô giá các bạn nhé. Khuôn mặt vô giá, ok. Sao vậy chị? Không gì. Thích cái lộn, cái lộn. Không gì ạ. À. Dạ. Okay. Cho em xin lại cái mic gì ạ? Dạ vâng, em chào chị Timmy. Chị Timmy có thể nào cho em biết được rằng là bộ outfit của chị hôm nay đánh giá bao nhiêu tiền không ạ? Ok, bây giờ em muốn biết đúng không? Chị xuống. Rồi, vâng. Đôi giày đầu tiên em đây nè, dạ. Đôi giày rẻ lắm em, mua 2,5 triệu. Đôi giày 2 triệu. Đúng rồi, giày 2,5 triệu. Rồi. Bộ đồ chị 1,5 triệu. Bộ đồ 1,5 triệu. Cái áo yếm 1,5 triệu. À, gồm. Cái áo bên trong nhiêu, áo trong này là hình như là 400 em ạ. 400 mà. Cái tóc chị làm nhiêu tiền nha? Chị làm xương thôi, cũng giá học sinh sinh viên là có 4 triệu. Ôi, cái tóc 4 triệu, ui. Giá học sinh sinh. Cá Mui làm sao bằng được, cái tóc 4 triệu nè Cá Mui. Cá Mui, tóc chị ăn đứt, không bay màu nè em. Từ phát tin Hero Team tới giờ không hề bay miếng nào. Ôi, tóc không hề phai màu luôn nha mọi người đó. 2 năm trời chưa phai màu. Wow, đỉnh cao. Gì chị? Bé ơi, tóc chị 5 triệu bé ơi. Tóc Cá Mui, tóc Cá Mui 5 triệu. Tóc bà phủ màu nha mọi người, bà phủ 2 lần chứ mình đi phủ lại là hơn ăn đứt bả rồi nha mọi người. Thôi, nói chung là Cá Mui hơn rồi, Cá Mui hơn rồi, 5 triệu rồi. Thôi bỏ đi, dẹp đi. 50 ngàn. Dạ vâng, em chào anh Joe ạ. Em thấy rằng anh đang mặc một cái bộ đồ khá là đẹp ấy, anh có thể nào cho em biết là bộ đồ anh bao nhiêu tiền được không ạ? Cáo 2 triệu. 2 triệu. Ôi, cái quần 2 tỷ. What? Quần 2 tỷ. Ôi, sao cái áo này 2 triệu mà cái quần này 2 tỷ là sao? Tại cái áo nó bảo vệ những thứ không cần thiết, mình có thể ở trần được không? Còn cái quần là bảo vệ những thứ cần thiết. Là cái quần này nó bảo vệ một số cần thiết cho nên là rồi, một số thứ cần thiết cho nên là nó đắt đúng không? Rồi, ok. Không lấy giày. Đôi giày. 50 ngàn. Đôi giày 50 ngàn. Ủa, cái gì sao mặc bộ đồ gì đâu mà áo 2 triệu, quần 2 tỷ mà đôi giày có 50 ngàn vậy? Ai mà biết được. Tại vì đôi giày có cũng được, không có cũng không được. Ok, rồi. Cái tóc anh nhộm hết nhiêu tiền nè? Tóc này nhộm hết 1,5 triệu. 1,5 triệu. Mà có cái này em nè. Đâu chưa ra màu nó phai nè. Chưa ra màu nó phai luôn rồi. Ok. Rồi, rất cảm ơn Rô. Ủa mà bộ Rô tính đi lấy vợ hay sao mặc đồ nhìn kỳ vậy?
Bình à, lấy vợ gì ba, trời buổi sớm. À, Bình Bình hả? Bình Bình hả? Rồi bây đi. Chết rồi, chết rồi. Dạ, em chào chị. Dạ vâng. À, chị cho em hỏi là bộ đồ outfit chị đang mặc là bao nhiêu tiền đấy ạ? Ok. Bây giờ nói sơ sơ về khuôn mặt của mình ha. Khuôn mặt của mình là trị giá 300 ngàn đó. Ui, trang điểm hả? Đúng rồi, 300 ngàn các bạn. Trang điểm hết 300 ngàn, ok. Đấy, cái kính, trời ơi, kính hàng hiệu các bạn ơi, 100k. Kính hàng hiệu 100 ngàn, ủa hàng hiệu có 100 ngàn ta? Ờ, ok, rồi. Đây, cái bộ đồ này. Bộ đồ gần 1 triệu luôn. Bộ đồ gần 1 triệu, à là luôn cái váy với lại cái áo luôn hả? Đó, nhìn này, đó thấy không? À, xịn. Cái này là vàng thiệt hay vàng giả chị? Vàng thiệt nhưng mà mạ vàng. Vàng thiệt nhưng mà mạ vàng. Vàng thiệt mạ vàng. Ok. Đây, cái bốt mới sắm hôm qua luôn. Đấy. Cái đó bốt này nhiêu chị? Bốt này 300. Bốt 300, ui, cũng là... Một cái quan trọng nhất là cái này. Đâu cái nào? iPhone 11 hay 12 đây chị? Đây chính là iPhone 11 Pro Max 64GB. Ui, xịn quá vậy. Dạ, cảm ơn chị, từ nãy giờ mới thấy có một người chân thật như chị. Chứ mấy cái ông này nổ quá. Nói ông này nổ quá, ông kia cũng nổ luôn. Ôi trời ơi. Em xin lỗi anh. Ui, hot boy. Anh ơi, cho em hỏi. Cho em hỏi này với, bộ đồ mà anh đang mặc trên người bao nhiêu tiền hết? Dạ, em muốn hỏi là bộ đồ anh đang mặc trên người là bao nhiêu tiền anh? À, bộ đồ à? Hôm nay dạo ngoài bận quá, bộ đồ mà hả? Dạ. Mình cũng không có điều kiện lắm, mình rẻ mà, thì kể qua nhá. À, vâng. Áo ngoài là tầm khoảng 4 tỷ. Ôi, cái áo khoác mà 4 tỷ, ôi, xịn đấy. Limited. Limited luôn. 4 tỷ. Ôi, dạ, còn gì nữa cho không? Áo mặc lót sơ. Tỷ rưỡi. Ôi cái áo bên trong tỷ rưỡi. Còn cái quần anh? À cái quần hả? À? Cái quần này thì bằng nửa giá trị của cái áo thôi, rẻ mà. Cái này 4 tỷ, cái này có 2 tỷ thôi. Ôi quần 2 tỷ là 6 tỷ. Ôi, 2 tỷ, 6 tỷ đấy. Cái đôi giày. Đôi giày này hả? À? Đôi giày thì do là mình mua gọi là mình cũng không thích lắm ấy, vì bởi vì nó có màu đen ấy. À. Nó hợp với cả bộ này nên mình mua thì giá của nó cũng rẻ thôi, 3 tỷ. Ôi đôi giày 3 tỷ. Ôi còn cộng dây chuyền, Trong dây chuyền này là cái này thì trông nó hơi cũ thì thôi, nhưng mà nó là đồ cổ. Đồ cổ luôn. Đồ cổ từ cái hồi mà người ta còn chưa phát hiện ra bạc là mình đã có bạc để đeo rồi. Đấy, là mình cái vòng này là không gọi là vô giá luôn. Bây giờ đợt trước có người trả 2 triệu đô nhưng chưa bán. Ôi, trả 2 triệu đô 2 mà không bán. Đô. Ôi xịn vậy. Đồng hồ nặng gọi là một tỷ viên kim cương. Ôi đâu để em coi đồng hồ. Này nhìn nào. Ôi, một viên này là bằng một căn nhà. Một viên bằng một căn nhà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đếm hộ mình bao nhiêu viên đây thì là bấy nhiêu tỷ đó. Ôi. Đấy. Nói chung là cái GoPro mới mua này thì ngày hôm qua rẻ thôi, mua có 15 triệu nhưng mà nói chung là chỉ quay một lần thôi, về cho trẻ con chơi. À trời ơi, mua có máy quay phim về cho con nít chơi luôn. Con nít chơi cầm này chọi chó chọi gà gì á. Ok, đầu đem quay cái outfit căng coi, trời ơi chất quá anh ơi. Đi nha. Dạ, tao cảm ơn anh. Chết, quên cái mic trẻ. Mang đồ mấy trăm tỷ mà không ăn cắp cái mic của ta. Dương quá.